Thực tế thì hai mũi tấn công biên lợi hại của chúng ta, Văn Đức và Văn Toàn, đều là những cầu thủ vào sân thành người, có thể phối hợp với Văn Thanh và Văn Hậu để tạo áp lực bên cánh đối với các cầu thủ Syria. Đội bàn cũng đã xuống sức rồi. Đương nhiên, một trận đấu kéo dài và hao tổn nhiều sức lực của cả hai bên. Đối thủ của Olympic Việt Nam ngày hôm nay, Syria, là đội bóng đến từ một đất nước khá đặc biệt. Syria vốn là một đất nước thanh bình, xinh đẹp, cho đến khi cuộc nội chiến xảy ra. Syria có lịch sử lâu đời với nhiều di sản được UNESCO công nhận. Thủ đô Damascus là một trong thành phố cổ nhất thế giới. Đá cơ lỗi của Kamen qua. Sự thay đổi người thứ 3 bên phía các cầu thủ Syria. Vào sân là số 17 Zakaria Hanan. Quang Hải. Tiến Dũng. Thứ nhất là cái cơ sở để cho Park Hang-seo quyết định tiếp tục tạo ra những tình huống đột biến như vừa rồi. Cú phóng trái bóng từ tuyến dưới của Olympic Việt Nam đã tạo ra sự bất ngờ cho đối phương. Chúng ta cùng xem lại đường chuyền này. Vâng, bộ đôi trung vệ anh Tùng ạ. Chúng ta đã nói về việc bộ đôi trung vệ có xoay sở chậm và đôi khi bóng lót cho nhau không tốt. Một pha phản kích rất nhanh từ sân nhà. Hàng thủ Syria đã lúng túng. Vâng, và Văn Toàn, cầu thủ cuối cùng vào sân thành người, đã lập công. Pha ghi bàn đầu tiên của Văn Toàn tại ASEAN lần này. Thời gian còn lại của hiệp phụ có thể còn rất nhiều. Nhưng phải nói rằng vào lúc này chúng ta đang ở trong những giây phút vô cùng ngây ngất. Và tôi một lần nữa cần phải ngả mũ trước những gì mà ông Park Hang-seo đã xây dựng cho Olympic Việt Nam qua từng trận đấu. Chúng ta đã cảm nhận tương đối nhiều sự khó khăn, nhưng sự kiên nhẫn cũng có cái giá của nó. Phan Văn Đức. Rất có thể những phút tới Syria sẽ tập trung nhiều đường bóng nôi bồng vào vòng cấm của Bùi Tiến Dũng. Đó cũng là con đường ngắn nhất để tiếp cận cầu môn Olympic Việt Nam. Người đoạt bóng là Văn Toàn. Lỗi của Văn Toàn. Cầu thủ Syria vẫn triển khai lối chơi trong khi một cầu thủ Việt Nam bị đau.
đã phạm lỗi với Anamat. Nhưng pha quay chậm chỉ ra rằng Văn Toàn không hề chạm vào người cầu thủ đối phương. Ở vòng đấu bảng, Văn Toàn không có nhiều cơ hội trừ trận đấu với Nhật Bản. Tuy nhiên hai trận đấu ở đây thì anh trở nên rất hữu hiệu, mặc dù đều được tung vào sân từ ghế dự bị. Trận đấu đang phải tạm dừng. Duy Mạnh là cầu thủ đã bị chấn thương. Đây là giải đấu mà Duy Mạnh đã chơi xuất sắc. Rời sân là cầu thủ mang áo số 20 Anamat.